quay trở lại với camera Hải Nam. Bữa giờ thì mình thấy có khá nhiều khách hàng của Hải Nam đã gọi điện và nhờ tư vấn về việc lắp đặt camera ngoài trời sao cho hiệu quả và tiết kiệm. Thì nhằm giúp cho mọi người giải đáp câu hỏi trên, thì ngày hôm nay Hải Nam sẽ làm một video ngắn để tư vấn giải pháp lắp đặt camera wifi ngoài trời tiết kiệm nhất cho gia đình, cửa hàng nhỏ nhất. Hãy dành thời gian ít phút để theo dõi hết video này nha các bạn. Thì như các bạn đã biết, việc sử dụng camera wifi ngoài trời ngày nay khá là phổ biến nhờ vào khả năng chống nước, chống bụi trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt mà các dòng camera ngoài trời này có thể ghi hình xuất sắc trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, để lựa chọn và lắp đặt camera ngoài trời tốt nhất thật khó khăn với những người chưa từng sử dụng camera wifi không dây. Giống như việc các bạn phải đi chợ mua một món đồ, chúng ta cần phải xem xét xem món đồ đó có phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của mình hay không. Do đó, để lựa chọn một chiếc camera quan sát ngoài trời tốt, cho hiệu quả giám sát cao, thì chúng ta cần phải lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất và quan trọng nhất chính là khả năng chống nước, chống bụi. Tiêu chuẩn này dựa vào chỉ số AB. Đối với dòng camera wifi ngoài trời thì chỉ số AB65, AB66, AB67 là đã đủ để chúng chống nước, ngăn bụi hiệu quả rồi. Thứ hai thì là đèn hồng ngoại. Các đèn hồng ngoại thường được thiết kế ở mặt trước camera và tự động bật sáng giúp ghi hình trắng đen vào ban đêm, giúp cho camera quan sát liên tục 24/24. Thông thường, camera wifi trong nhà có hồng ngoại chiếu xa từ 10 đến 15 mét là được, nhưng với dòng camera wifi ngoài trời thì khoảng cách chiếu xa của hồng ngoại sẽ cao hơn và nằm vào khoảng 20 đến 40 mét trở lên. Ngoài ra, bạn có thể chọn những dòng camera có sử dụng công nghệ Starlight hay công nghệ Full Color. Tất nhiên thì những dòng này sẽ có giá thành cao, nhưng đổi lại, chất lượng ban đêm cực kỳ sắc nét, thậm chí là có màu vào ban đêm. Điển hình là chiếc camera Rolling RLC511 này đây. Mặt khác, bạn có thể chọn các dòng camera giá rẻ có đèn chiếu sáng như Srihan, Junsi để có thể điều chỉnh bật tắt nhằm giúp ghi hình màu ban đêm. Thứ ba, khả năng phóng to chi tiết. Với camera wifi ngoài trời, tính năng zoom xa phóng to sẽ giúp bạn nhìn rõ và chi tiết những sự vật, hiện tượng ở khoảng cách xa. Đặc điểm này bạn sẽ thấy được trên dòng camera Rolling RLC511. Nãy giờ thì mình có nhắc sản phẩm Rolling 511 khá nhiều, nên nếu như bạn muốn xem video đánh giá thực tế dòng camera Rolling này thì mình cũng sẽ để đường link bên dưới để bạn tiện tham khảo nhé. Thứ tư là khả năng phát hiện chuyển động. Tính năng này là điều không thể thiếu sót ở bất cứ thiết bị giám sát nào. Khả năng này thì giúp cho camera wifi phát hiện chuyển động, đồng thời gửi cảnh báo về ngay điện thoại hay email để giúp bạn phòng vệ chống trộm kịp thời và hiệu quả. Thứ năm là chọn chất liệu phù hợp. Hầu hết thì camera wifi giá rẻ đều được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, có độ bền khá tốt. Tuy nhiên, nếu bạn không yên tâm về chất liệu này thì chúng ta có thể chọn các dòng camera wifi tầm trung hoặc cao cấp có vỏ sắt để tăng khả năng chống chọi và tránh hư hại do va đập bởi cây cối xung quanh gây ra. Sau khi biết được cách chọn camera wifi ngoài trời tốt và hiệu quả rồi, thì chúng ta sẽ lưu ý đến tiêu chuẩn tiếp theo, chính là việc lắp đặt camera wifi ngoài trời như thế nào cho hiệu quả. Để giúp camera wifi ngoài trời đạt hiệu quả trong suốt quá trình giám sát, thì mình sẽ gợi ý một số giải pháp sau. Thứ nhất, đó là chọn vị trí lắp đặt camera quan sát phù hợp. Vì là dòng camera wifi nên có thiệt thòi hơn các dòng camera có dây, vì chúng hoạt động dựa trên 100% mạng internet nên bạn cần phải chọn các vị trí lắp đặt gần bộ phát wifi như mái hiên, ban công. Như vậy thì sẽ giúp camera bắt sóng tốt hơn và hoạt động cũng ổn định hơn. Thứ hai là độ cao tiêu chuẩn để lắp camera ngoài trời. Cụ thể, bạn nên chọn các vị trí cao từ 2,5m trở lên để lắp camera và đặt camera dốc xuống để camera có thể quan sát toàn diện khu vực lắp đặt. Vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn cách chọn và lắp camera wifi ngoài trời sao cho phù hợp và hiệu quả nhất rồi nhé. Sau đây thì mình xin giới thiệu sơ qua một số dòng camera wifi ngoài trời từ phân khúc giá rẻ đến cao cấp nhất hiện nay để cho các bạn tham khảo và chọn được chiếc camera ngoài trời phù hợp nhất cho gia đình của mình nhé. Đây là chiếc camera Junsi ngoài trời 3ME có mức giá siêu rẻ chỉ từ 600.000 đồng. Dù là dòng camera giá rẻ nhưng chiếc camera này lại khiến nhiều người vô cùng hài lòng bởi những tính năng mà nó có được như là ghi hình rõ nét Full HD, xoay 360 độ linh hoạt, ghi hình màu vào ban đêm, chống nước tiêu chuẩn khép kín IP66, báo chống trộm qua điện thoại thông minh. Với mức giá siêu rẻ mà sở hữu những tính năng ưu việt như vậy thì camera ngoài trời Junsi 3ME thực sự là chiếc camera ngoài trời
đáng để đầu tư đấy các bạn. Nếu như mà các bạn chưa biết qua dòng camera ngoài trời này thì click ngay vào link bên dưới để xem trải nghiệm thực tế các tính năng trên dòng camera này nhé. Tiếp theo là dòng camera EZFit C3WN20 này đây. Thì camera EZFit là dòng camera tầm trung, không những ghi điểm bởi thiết kế đầy phong cách, ghi hình Full HD, chống nước hoàn hảo, mà còn về khả năng ghi âm ngoài trời liên tục, giúp cho bạn nghe rõ mọi âm thanh bên ngoài. Đèn hồng ngoại ban đêm còn chiếu xa 30m, cho bạn góc quan sát khá rộng tại nơi lắp đặt. Nâng cấp hơn với dòng camera StreetHome 3M này đây, thì đây là mẫu camera không dây được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, giúp nhận diện người và vật nuôi chuẩn xác và hạn chế các báo động giả do tán cây hay là con vật gây ra. Thêm nữa, camera Wi-Fi ngoài trời 3M còn kết nối Wi-Fi nhanh cho tín hiệu khá ổn định. Ở model StreetHome 3M thì bạn cũng sẽ được trải nghiệm các khả năng ghi hình màu ban đêm vì chúng cũng được trang bị hai đèn chiếu sáng và hai đèn hồng ngoại với tầm chiếu xa 30m. Nên bạn nghĩ là khi đầu tư mẫu camera này sẽ giúp bạn khá là tiết kiệm chi phí vì chúng cũng chưa đến 800.000 mà lại có nhiều tính năng giám sát thông minh. Sản phẩm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến đó chính là chiếc camera ngoài trời cao cấp RLC511W đến từ thương hiệu Reolink. Tên gọi vẫn được hay nhắc đến từ đầu clip đến giờ. Được biết là Reolink là dòng camera Wi-Fi cao cấp. Nếu như mà kinh phí của bạn không quá hạn hẹp thì có thể sở hữu ngay em này vì mình nghĩ nó quá tuyệt vời vì được trang bị nhiều tính năng công nghệ thông minh. Ưu thế của camera Reolink này chính là khả năng ghi hình Super HD 2K siêu nét, quan sát với góc ghi hình lên đến 90 độ và được trang bị công nghệ zoom quang 4X, cho phép zoom lên gấp 4 lần, xem rõ chi tiết ở khoảng cách 15m mà không sợ bị hình. Ngoài ra, camera Wi-Fi Reolink còn được hỗ trợ hồng ngoại tầm xa 30m ở khu vực ánh sáng yếu. Công nghệ Starlight sẽ cung cấp những thước phim màu vô cùng sống động. Nếu như bạn muốn lắp nhiều camera để tạo thành một hệ thống camera chuyên nghiệp, thì camera Wi-Fi ngoài trời Reolink có kết hợp với đầu ghi hình NVR nữa đấy. Vừa rồi mình đã giới thiệu xong cho các bạn một số dòng camera Wi-Fi ngoài trời chính hãng, từ bình dân đến cao cấp. Hy vọng rằng thì qua video này, các bạn sẽ chọn cho mình được một chiếc camera giám sát ngoài trời ưng ý nhất. Nếu bạn nào có bất cứ thắc mắc gì về các sản phẩm hay là có câu hỏi nào về chủ đề ngày hôm nay thì có thể comment lại ở dưới video nhé. Nếu như bạn cần tư vấn giải pháp lắp đặt camera ngoài trời và trong nhà tốt nhất thì có thể gọi đến số 1900 636439 để được các chuyên viên tư vấn và báo giá chính xác cho bạn ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem video của Camera Hải Nam. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video. Hải Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.